Phép xin chào nha anh em. Hôm nay Phép lên lại con ba cái xe GS nha mà. Thì có quay clip nha, mấy anh em kêu Phép làm cái clip mà giờ mới rảnh nha anh. Trưa này buồn buồn thì cũng lôi ra quay trực tiếp cho anh em xem. Để tí xíu nữa anh em ghi giá yên giá trên giá xe trên yên nha. Rồi em quay chi tiết cho mấy em xem. Cái này 17 năm các bạn. Cái này 17 năm bao sơ nha. Rồi em có giá xe dành riêng hết đấy thì em báo sơ ngang luôn, cái con bìa trong này 17 năm, hai con kia thì 22 triệu. Thì tất cả các xe ở đây anh em mua của Phép thì hồ sơ hồ siết thì tất cả đều là Phép lo hết nha mấy anh, đừng có lo về phần giấy tờ đấy. Giấy tờ này kia đồ là ở đây là em bao anh hết rồi, tất cả các xe luôn chứ không phải là ghi mấy chiếc GS không đâu. Đây, để cả hết mấy cái dòng xe này luôn. Anh em mua tới đâu là giấy tờ là Phép bao hết tới đó nha. Đấy, giấy giá này kia đâu là công khai hết. Rồi bắt đầu em phải cho nó nổ máy trước nha anh, cho nó nổ máy điều máy hỏng rày đậu không à. Thì cái dòng GS này mấy anh em biết rồi đó. Cái dòng GS này mấy anh biết là máy rất là trâu. Máy nó thì mấy anh nói mấy anh là rất là trâu. Nó chẳng hạn như chiếc 17 năm mà. Cả hồ sơ cho em luôn. Đó. So với cái giá tiền 17 triệu 500 thì mấy anh đi vô hát mấy anh mua sắm với anh Khoa 110 luôn đấy. Rồi mình sắm luôn. Vừa là cái xe nào đi nữa của Honda đấy, mình ra mình xài thử đi. Thử có qua nó nổi không, mà cái máy nó cực kỳ với mình. Cái này thì được đi cặp phục phu một nha mình, phu một xài cũng ngon đấy. Phu một là cái phục nó đi là đầm chùm nha mình. Rồi đi chi tiết với mình đây, mình đợi tí xíu nha. Đó, đầu tiên là em quay con rẻ tiền trước nha. Càng đèn còi thì nó nhanh chớp thì đầy đủ hết rồi. Cái này được anh em ta thiết kế cái nhanh vàng rất đẹp nha mà. Nhanh vàng rất là đẹp. Đó. Máy đó mình thấy không? Rất là đẹp nha mình. Em có mở led cho anh coi luôn. Xe này lắp cò tiêu chỉnh nha mình. Đó, ký hiệu rồi của hãng còn hết. Rồi xe này đi thôi. Siêu bền. Lắp khá đẹp nha mình ha. Ống sống nè. Đó. Xe này 2009 luôn nha mình. Đấy, năm 2009 luôn. Nó cũng giống như thằng kế bên thằng 22 triệu nè.
xe này trong lắp xăng nó được đẹp ha. Cái này do chùm nụ dẻ đấy nhá, lau chùi cái nụ dẻ ướt dẻ khô thì cũng đẩy lên đây hết rồi, viết về bị dị luôn đó. Cũng không quan trọng nhiều ha, không thích mua nắp khác rẻ mà. Lốc đây, lốc bên đây đó. Đó, con kim nhớ mày. Bao bền, bao bền nhé anh. Bền lắm, dòng ghét này. Xe này cặp lốc thép quan sát sơn nha, thì cũng có dầm nhẹ nhẹ nha mình, nhẹ nhẹ thôi à, mà anh biết sao mà em biết không, chứ rất nhìn rất là đẹp, nhìn không ra đâu đó. Anh đó, có bắn nó dính vô trong cái chân máy mình không nè, mình thấy không nó thấy góc độ đẹp đẹp lên đó, thấy không đó, tức là có bắn nhẹ nhẹ thôi, phớt phớt thôi. Mấy cái chỗ này thì hay nổ, thì đậm nước đây, nó có xử nhẹ thôi, nhưng mà không tháo nồi ra nha, không tháo ra luôn, bởi vì đứt sơn mới dính vô đó luôn, mà thấy không? Đó, gon này còn rin đây, ốc tán rồi chưa thấy mở nha mà, đó, nè, đó, làm cho nó đẹp nhưng mà vẫn giữ cái nồi còn rin luôn, không có tháo ra, bởi xe này máy móc đồ nồi là mấy anh cứ yên tâm ha. Đi hết rồi, qua con 22 đi. Con 22 này thì nó cũng 209 nè, như con bên kia đấy à, 209 đây mình thấy không, 209 nè, 0909 nè ha, đấy đẹp quá mà, số đẹp quá, số vỏ đẹp ha. Ở đằng trước này thì nếu mà vỏ sau còn thì phép nghĩ vỏ trước chứ cũng còn thôi, thường thường là nó đi đứt dòng, nó đứt cái vỏ sau đứt trước, 0909 luôn ha anh, số rất là đẹp. Xe này thì bạc sơn chưa bắn tuốt nha anh, pin hết, câm rồi còn trắng tươi nha anh, dành riêng thì ít, nó rất là bự nha anh, mày nghe rất là bự nè, đầu bò đây đó, thấy không, đậm chất mộc ha. Đấy, cái con lá cờ còn nè. Xe này thì rin hết, còn lỗi phải đâu đó thì hồi nó em kiếm gặp rồi em. Đây cái bên kia chắc cũng gì nè, xe bên 17 giờ 5 đấy anh, thì thời gian này nó cũng vậy thôi. Cái này lỗi này là do người ta bắt cái bảo vệ lốc đó mà, nó giống chiếc bên kia đấy vậy đó, bắt vậy đó rồi lâu ngày nó bị oxy quá nha, nó bị nước nó lòn vô đó. Đấy rồi, còn xe này thì máy móc thì bao riêng nha anh, đừng lo đấy, còn riêng hết. Mình khỏi lo, cao su gắt chân rồi còn riêng hết nha anh. À, như bên đây thì thay rồi, bên đây còn nè, nói chung là xe đi vỏ còn mà. À, dọn ở trong xe này thì ở trong khá đẹp nha mình, ở trong không bị đắp thuộc dẻ thì nói chung là nó đẹp rồi, nắp xăng còn trắng tươi ha,
mình xài xe mình đừng có chụp mùi vé lên đây, không nhất thiết phải vậy đâu, cứ bỏ đại vô học vô đâu đi, đừng có chụp cái mùi vé lên. À chỗ này hơi xấu nha anh, đây cái này không sao đâu, về cái lấy cước hoặc là lấy nhóm bệnh cước á, xử lý cho nó sạch sẽ đi. Đầu mua lon sơn đen, cái cây cỏ mịn chấm 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 nó lại à, mình bảo quản nó đừng cho nó bị oxy quá nữa nha anh. Xe đi đúng đồng hồ nha anh, 24.000 rồi, bắt đầu lên máy cho anh nghe nha. Xe này thì ít đi quá rồi à, như em nói hoài trên kinh á, xe thì ít chạy là chị đấy anh, nó không có chạy bình ra bình, nó không có sạc được, thành ra là nó bị yếu bình đó. Nó coi đèn trước nha ha, đầy đủ ha, nó mà anh em dòm cái chân câm anh hiểu rồi. Ở đây à, đây nổ thôi nha anh, này phải nghĩ chắc bắt ổ khóa nữa rồi đó, mấy cái xe mấy ông tôi hay bắt ổ khóa chống trộm á mấy anh, chụp vô đây nè rồi đầu bắt cho thọt đây nè, đó là rồi vậy không đấy, đầu bò bên đây bắn ha. Lốp sơn riêng nha anh, hai bên luôn nha, chưa có bắn đâu, để cả hộp sơn này kia đồ luôn. 2.9 thì tem nó thấy đó, tem nó màu đỏ nhiều lắm anh, đỏ vàng nhiều. 2.9 rồi, cơ bản thì chắc cũng xong một con 2.9 rồi, giờ tiếp đến mình đi con 2.7 nha. Đây để em quay tổng thể chút xíu nữa nha mình. Đây để em chỉ mấy cái lỗi đi, mấy anh mua xe xa để chắc cú, để mất công rồi nhận xe rồi không vừa ý nữa đó, chỗ đó ha. Đây, ha. Đây thì do bắt cái do bắt cái bảo vệ lốc đó như nói nãy đó, đó ha. Còn đâu nó đây chút xíu đây nha anh, chỗ này thì cày nhẹ ngoài cái tem thôi, cái tem thôi đó, bỏ về thì không có gì ha. Đó. Nói chung là 2008 đến giờ thì nói chung là nó cũng quá thời gian quá lâu lắm anh, đâu cũng mười mấy năm rồi, mười mấy năm, 2009 rồi, mười mấy năm rồi. Thì cái xe mà giữ hay đến giờ, chạy đến giờ là một hai lỗi là phải chịu rồi. Đấy, chạy tem được đỉnh ha. Mấy anh em đam mê đi mua mà vỏ chưa thay luôn nhé anh, em quay rách vỏ anh rồi coi rồi đó. Rồi tới cái con 2.7 đó, 2.7 này mà nó bằng tiền 2.9 nè, em thì có đặt lắm à, xe quay phải đẹp thì khen mà xấu thì chơi à. Không có bao che chứ, nếu mà em bỏ tiền ra mua mà con này với con đó bằng giá thì chắc em mua con này trước. Em nói thiệt nha, chứ người ta quay xe thì người ta chỉ mong là bán hết thôi, chứ người ta không có nói là thích cái nào nào, mình thích thì nói thôi, mình cũng đam mê mình chơi mà. Đẹp nha bạn ha, quá đẹp. 2.7 2.7 thằng này thì 26.000 rồi, đi tổng thể đi. Xong rồi vô chi tiết. Đó, xe này câm cũng còn dần vàng luôn. Mang xem. À lốc. Con này lốc đẹp quá đi. Đẹp quá đẹp, trắng quá trắng. Đó. 2007. Ha. Đó. Gấp hộp sơn.
giờ mấy ốc quá đẹp, nhưng mà đó. À, đúng móc đúng độ, chỗ này chạy chút xíu nữa mình ha. À, xe này vỏ sau thay rồi nha mình nè. À, đấy thay rồi đấy, có sao nó vậy thôi. Xe này cái dàn áo đẹp quá, áo tem đẹp, xe này đẹp á. 2.7 thì cái máy nó ấm lắm nha anh. Để ngồi mà theo kiểm tra có vỏ đầu còn không nha, rồi xôi đầu cổ các kiểu rồi dám ăn luôn. Giấy nó đây. Xe này để lâu dữ á. Đẹp quá, lắp đẹp quá. Con này cứng hơn hai con kia nha mày. Con này đúng là bê bao mắc tiền hai con kia đấy. Bò này mà không có rửa gáy gì đâu mấy nha, mấy anh nha. Đây khá là đẹp. À cái vỏ trước còn nữa mà, đây 2.7 là 2.7 ha. Mỗi chiếc xe này nó có cái đách vỏ vậy đó, số khung của nó. Xe này thì không biết còn xăng không đây. Còn xăng đầy bình luôn. Yếm bẩn đồ đẹp quá mà ha. Nhích cho anh Tây lên cho nó lên tí xíu. Tại xe này đậu lâu lắm rồi. Xe này về trước nhất. Rồi mới tới con này. Đấy con này, con này là biển số 4 con An Giang luôn nhé mà, một đời chủ luôn. Con này cũng vậy, An Giang luôn. Thì tất cả các xe phép bao hết hồ sơ giống anh luôn. Đây, số điện thoại của em và hai đệ tử em anh ha. Mình nghèo công nghệ mình phải chịu rồi anh ha. Đó, số của con sang là 032 5555 330, số của trường là 0961 374 375, số của em ở trên đấy. Mấy cái này đi rất là sướng, xe này đặt đủ các tính năng. Rồi anh em chọn con nào đây anh em? Tất cả hồ sơ là bao hết nha mấy anh, bao hết anh em luôn. Ít khi lên nó lên cùng lúc là ba em đang cho mấy anh dễ lựa chọn ha. Đây. 3 chiếc 20 phút. Em cố gắng quay 20 phút. Đó, mới nổ xíu nó đều ra là nó lớn rồi thấy không? Tại ít chạy thì nó phải chịu thôi. Dòng bình xăng con mà mấy anh. FI thì nó cứ nổ là nó đều sẵn, tại nó căng chỉnh điện tử. Còn xe mình là xăng cơ. Là bình xăng con đấy. Rồi anh em vừa ý xe nào thì liên hệ số điện thoại để dưới phần mô tả nha anh. Rồi xin chào anh em.